Vâng, liên quan đến ngành nuôi trồng, mới đây Việt Nam đã sản xuất thành công vaccine dịch tả heo châu Phi. Trước đó, dịch tả heo châu Phi đã từng khiến những hộ nuôi trồng lao đao bởi tỷ lệ thiệt hại vật nuôi lên tới 100%. Bây giờ khi có vaccine, bà con sẽ không cần quá lo lắng về dịch bệnh này. Ông Nguyễn Văn Long, quyền cục trưởng Cục Thú Y cho biết, đầu tháng 11 năm 2019, các nhà khoa học của Hoa Kỳ đã công bố nghiên cứu thành công chủng virus dịch tả heo châu Phi, nhược độc, đã được cắt bỏ đoạn gen ASF G-Delta I-177L. Đây là tiền đề quan trọng cho việc nghiên cứu sản xuất vaccine phòng dịch tả heo châu Phi. Từ tháng 7 năm 2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chỉ đạo cho phép nhập khẩu chủng virus dịch tả heo châu Phi, nhược độc các gen dùng để nghiên cứu sản xuất vaccine phòng chống bệnh tả heo châu Phi tại Việt Nam. Ngay sau khi tiếp nhận chủng này từ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ vào tháng 9 năm 2020, Công ty Cổ phần Thuốc Thú Y Trung ương Navetco đã khẩn trương triển khai nghiên cứu. Qua 5 lần thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, kết quả toàn bộ số heo tiêm vaccine được bảo hộ, còn trong điều kiện sản xuất có 80% số heo tiêm vaccine được bảo hộ. Chủ trì họp báo, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến khẳng định Việt Nam đã chính thức sản xuất được vaccine phòng dịch tả heo châu Phi, đáp ứng được các yêu cầu chuyên môn kỹ thuật, bảo đảm vô trùng, an toàn và hiệu lực. Độ dài miễn dịch kéo dài 6 tháng, kết quả nghiên cứu sản xuất vaccine Navet ass -VAC của công ty Navetco sau khi được các nhà khoa học độc lập đánh giá rất kỹ lưỡng đã được chấp nhận công bố trên các tạp chí khoa học uy tín của thế giới và tạp chí khoa học thú y của Việt Nam. Ngày 17 tháng 5 năm 2022, Viện Nghiên cứu Nông nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ cũng đã có thư chính thức gửi Cục Thú y Việt Nam xác nhận vaccine Navet asf -Vac, đảm bảo an toàn, hiệu lực. Việc sản xuất thành công vaccine phòng dịch tả heo châu Phi là sự kiện đặc biệt quan trọng. Việt Nam tự tin sản xuất vaccine phòng dịch tả heo châu Phi không chỉ đáp ứng nhu cầu phòng dịch chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi trong nước mà còn hướng tới xuất khẩu loại vaccine này thứ trưởng phùng đức tiến nhấn mạnh việt nam là quốc gia đầu tiên công bố sản xuất được vaccine dịch tả heo châu phi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết về nguyên tắc việc đăng ký và cấp phép lưu hành vaccine dùng trong thú y nói chung, vaccine phòng bệnh dịch tả heo châu Phi nói riêng, đều phải tuân thủ theo các quy định của luật thú y và các quy định hiện hành. Tuy nhiên, do đây là vaccine lần đầu tiên được sản xuất thương mại trên thế giới, nên trong tháng 5 năm 2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chỉ đạo Cục Thú y và các cơ quan liên quan cấp giấy chứng nhận lưu hành đối với vaccine Navet asf -Vac của công ty cổ phần Thú y Trung ương Navetco, theo quy định, đồng thời tổ chức giám sát chất lượng vaccine Navet asf -Vac VAC đối với chỉ tiêu vô trùng, an toàn và hiệu lực của 10 lô sản xuất liên tiếp. Tổ chức giám sát việc sử dụng vaccine theo hai giai đoạn. Giai đoạn 1 sử dụng vaccine Navet ở diện hẹp, số lượng vaccine dự kiến được phép sử dụng khoảng 600.000 liều tại các tỉnh, thành phố, doanh nghiệp và người chăn nuôi có nhu cầu đăng ký, tự nguyện sử dụng. Giai đoạn 2, sau khi có báo cáo đánh giá kết quả sử dụng vaccine Navet asf vac ở giai đoạn 1, Cục Thú y báo cáo Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chỉ đạo sử dụng vaccine ở phạm vi toàn quốc. Hiện có 3 doanh nghiệp tham gia nghiên cứu vaccine. DTHCP là công ty cổ phần thuốc thú y trung ương Navetco, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Avac, công ty cổ phần tập đoàn Dabaco. Về giá thành vaccine, ông Trần Xuân Hạnh, phó tổng giám đốc công ty cổ phần thuốc thú y trung ương Navetco cho biết, dự kiến giá thành sẽ từ 34 đến 36 000 đồng một liều, tương đương giá vaccine phòng bệnh tai xanh. Nhưng sau đó giá thành sẽ giảm dần. Dự kiến ngày 3 tháng 6, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chính thức công bố Việt Nam sẽ thương mại loại vaccine này. Chắc chắn đây sẽ là một động lực cho nền nuôi trồng nước ta với tỷ lệ ngã chuồng lên đến 100% dịch tả heo châu Phi đã khiến nhiều hộ nuôi gục ngã. Nhưng khi có vaccine, tỷ lệ này chắc chắn sẽ giảm và bà con sẽ được hưởng trọn vẹn lợi ích nuôi trồng. Đồng thời, việc thương mại hóa vaccine cũng đưa vị thế của Việt Nam lên trên một bước trong lĩnh vực nông nghiệp nuôi trồng thế giới.